Rồi, mình mến chào cô chú chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mừng Gò Công Vlog của mình nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng 11 rưỡi trưa, mình đang có mặt tại cái gò cung cậu mình để quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn cùng xem cái đầm Huê Thái xà lan trên nền đất chai của ông cậu mình nha. Thì cái miếng gò này của ông cậu mình mới vừa thu hoạch cải súp lơ xong cô chú chị. Thì cô chú chị nào có theo dõi kênh mình thường xuyên là cũng biết cái miếng gò này ha. Thì hả, mình cũng có quay một cái video cảnh chặt cải súp lơ đó cô chú chị. Đó, thì sau khi chặt cải súp lơ xong rồi ông cậu mình ổng dọn ba cái lá cải nè, nó với ba cái cỏ xong rồi ổng tưới nước lên là ổng xào hồng quế luôn ha, không có cài đất gì luôn cô chú chị. Thì nói chung là mùa nắng này mình trồng quế không có cần cài đất ha, đó với mình chủ yếu là mình tưới nước cho nó ướt là nó sẽ lên nha cô chú chị. Thì nói chung là mùa nắng này nó cũng lâu lên hơn mùa mưa ha, mùa này thì nó tầm 10 ngày hoặc 11 12 ngày nó mới lên nha cô chú chị. Thì cũng như cái đám quế này của ổng nè thì mình cũng không biết mười mấy ngày, thì nghe ổng nói mười mấy ngày chứ mình cũng không biết mười mấy ngày ha. Thì nó như thế này cô chú chị, đây là hột quế mới luôn nha cô chú chị, hột quế mới mua của một ông chú ở trong láng đó. Thì ổng về ổng cũng phơi được nắng hay nắng rồi á, ông trộn phao rê ổng rải hết cái khu vườn này của chú chị đó. Thì nay cũng mười mấy ngày nó lên như thế này nè, cây nhỏ cây lớn từ mương lên bờ dày hết á nha cô chú chị. Thì ngày hôm qua cũng có một chú ở Mỹ Tho, ông cũng có điện thoại hỏi mình, nói là sao quế xài được 5 đêm mà không thấy lên gì hết ráo. Thì hôm nay mình mới đi vô đây vào lúc trưa như thế này quý vị, tại mình cũng mới vừa đi làm ở công trình về đó. Nó thì mình sẵn chút thời gian mình chạy vô đây mình quay chia sẻ gửi đến cho ông chú ở Mỹ Tho xem ha. Đó, quế thì cũng mười mấy ngày của chú chị, lên cây lớn cây nhỏ lên dày luôn ha, ở dưới bờ dưới mương đồ có hết ráo nha cô chú chị. Đó, thì nói chung là mùa nắng này chủ yếu là mình tưới nước cho nó bẫy là nó sẽ lên nha cô chú chị, không có cần làm đất cài đất cho sâu cục bự cục ấy đồ, làm đất cho kỹ đâu. Đó, tại cái này là cái đám cũng mới vừa thu hoạch cải súp lơ nè cô chú chị. Đó, thì gốc cải súp lơ còn luôn ha, đây còn nguyên luôn nè. Chủ yếu là tưới đất cho nó ướt là hột quế nó sẽ lên, hột quế mới quế cũ gì nó cũng lên nha cô chú chị. Thì nói chung là quế nó rất là dễ lên. Thì hôm nay chủ yếu mình vô đây giá trưa để mình làm cái video ngắn này gửi đến cho một chú ở Mỹ Tho xem ha. Này, lên rất là nhiều dày luôn ha. Thì nguyên cái khu vực này là của ông cậu mình, ổng thu hoạch súp lơ xong rồi ổng xạ cái đám này trước này, cái đám mấy dưới là ổng cũng mới vừa dọn dẹp xong ổng mới xạ hồi sáng của chú chị. Sáng là ổng xạ là mắt đi làm không có quay được. Đó, lên nè. Thì hiện tại bây giờ cũng 11 rưỡi trưa thì nó nắng hơi nóng cô chú chị. Cô xem video có chá cô chú chị các bạn thông cảm ha. Đó, thì những cái đất nào mà có cỏ nhiều á mình nên dịp mầm ha. Dịp mầm mình rồi mình tưới nước cho cũng phải 1 tuần, mùa nắng này nó phải tưới cho phải 1 tuần hơn rồi mình hạ xạ nha. Nó chứ còn cái này là không có dịp mầm thì xạ mười mấy ngày nó lên về, còn mấy cái mà cỏ mình dịp mầm mình xạ liền thì nói chung mùa nắng này nó cũng nói chung là nó cũng có hạn chế lên nha cô chú chị, chứ không phải như mùa mưa thì nó dễ rồi, còn mùa nắng nó có thể hạn chế cây quế hạn chế lên nha, chứ không phải lên nó thưa thôi chứ không phải là không lên. Đó. Ở đây ông cậu mình ông tưới bảy lầy luôn, mới tưới nè. Cô chú chị thấy không? Lên rất là dày ha. Cái gò này là mới vừa thu hoạch súp lơ xong luôn á. Rồi để đi xuống kia em quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem cái miếng gò dưới gò ổng mới xào sáng. Không phải là hột quế cũ quế mới mà nó không lên nha cô chú chị. Miễn là hột quế xả trong đất dưới ướt, mùa này nói chung nó khó lên lắm. Mùa này là mình nó chủ yếu cần nước, đặng nước ướt đặng nó lên. Còn nếu mình tưới khô quá là nó không có lên nha. Lên khá là nhiều luôn. Nó nguyên miếng gò này là của ông cậu, ông xạ hết quế luôn á. Mà ông chứ nào không có xạ một lượt. Ông xạ này trước mười mấy ngày rồi cái đó mới xạ nè. Nè quý vị các bạn thấy không? Lên rất là nhiều nha. Lên kiểu này là mốt lo mà tỉa đó quý vị, tỉa bỏ. Đây cái xà lan này nè, xà lan này là mốt là mình tỉa là thưa thưa cỡ tắt 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 gì là nó rất là ok nha, là mình cắt một lần nha cô chú chị, không phải là cắt nhánh nha. Nó lên nè, quá chừng lên luôn. Hột quế này giờ mùa nắng này thì tưới nước càng ướt là nó sẽ càng lên, còn đất mà cài sâu quá thì mình xả nhiều khi nó lọt cái hột xuống dưới á.
nó lọt xuống cái hộp xuống dưới rồi nó bị lắp đất dưới, nó dẻ nó lắp đất lại nó cũng lâu lên là cái vấn đề đó nữa nha cô chú chị. Đây thì cái miếng gò này là mới vừa dọn xong cả súp lơ nè cô chú chị, lội đầy vô đây vô cô chú chị coi luôn nè, mới vừa dọn cả súp lơ xong ha, đó rễ còn mặt trời luôn nè. Cái hộp quế mới xả sáng rồi tưới nó ra hộp é nè cô chú chị, không biết cô chú chị các bạn thấy không, nó đen đen nè mặt trời luôn nè, nó ra y hệt như hộp é nha, đất không có cần phải lên cài luôn nè, mới vừa thu hoạch súp lơ xong vậy rồi để vậy luôn đó. Cái gốc thải súp lơ còn quá trời luôn ha, thì cái này mới giờ xạ hồi sáng thôi, mùa nắng tôi chủ yếu là xạ xong rồi tưới nước cho nó bẫy là nó sẽ lên rồi. Thì chủ yếu hôm nay em làm cái video này để gửi đến cái chú ở Mỹ Tho xem ha. Đó, thì mùa này thì nói chung là quế nó khó lên lắm nên mình phải tưới cho nó kỹ chút xíu. Rồi thì bây giờ cũng tạm thời kết thúc video đây tại đây. Thì chú chị các bạn thấy video mình hay hữu ích hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký ha, cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng xem ha. Thì cô chú chị nào có nhu cầu mua hộp quế ha, thuốc trừ bệnh quế hãy liên hệ tới đại lý Lê Khải ha, hộp hành rồi đó. Còn hộp quế thì có gì hãy điện thoại số của em này em sẽ để trên phần mô tả ha.